Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về dự án Athen Network nha các bạn. Thì uh, trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về cái hệ sinh thái của nó nha các bạn. Thì đây là một thông tin khá là vui nha các bạn. Thì uh, thông tin có nội dung như sau. Đó là xin chào các thợ mở ATH nè. Đó là đếm ngược chúng tôi vui mừng thông báo rằng cửa hàng trực tuyến Athen của chúng tôi đã sẵn sàng mở nè. Thời gian là 9 giờ giờ UTC ngày 1 tháng 5 2024 nha các bạn. Thì hiện tại là gần uh, cuối tháng 4 rồi các bạn thì 1 tháng 5 nó sẽ mở nha. Đó là bạn có thể mua sắm như một vị vua và khám phá hàng loạt các sản phẩm chất lượng cao có logo Athens và logo Leon này, mang tính biểu tượng à, sức mạnh lòng dũng cảm và sự tự tin từ à, đó là áo phông nè áo hoodie nè túi xách cho đến kính nè ốp lưng điện thoại vân vân nè chúng tôi cung cấp những mặt hàng thể hiện niềm đam mê của bạn niềm tự hào của bạn đối với thương hiệu Athens Cửa hàng Athen của chúng tôi đúng là một thiên đường về tiền điện tử kết hợp các cụm từ tiền điện tử phổ biến với logo Athen và Leon. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ cảm thấy thích thú và hài lòng với những sản phẩm của chúng tôi. Bạn đã sẵn sàng mua sắm và thể hiện tình yêu cũng như là ủng hộ vững chắc của mình dành cho Athen của chúng tôi hay chưa? Bạn sẽ ngạc nhiên và hãy chờ đón vào ngày 1 tháng 5 thì bên dưới là nó có cái hình ảnh về cái shop nha các bạn thì đây thì nó có những cái như là áo nè ví dụ như cái áo này cái giá này là giá tham khảo thôi nha các bạn ví dụ như cái áo áo thun nè đó là 29 đô nè rồi áo này cũng 29 đô nè rồi áo này là áo áo tay dài nè là 49 đô nè đây cũng 49 đô nha các bạn thì đây là những cái giá tham khảo thôi còn chừng nào mà nó ra nó ra cái shop này nó mở cái cửa vào ngày 1 tháng 5 á, thì chúng ta mới biết được uh, nó bán cái gì và giá của nó như thế nào nha các bạn thì đây là một thông tin khá là vui đối với những tín đồ mà mua sắm nha các bạn thì từ trước tới giờ chỉ có một thằng mà nó kết hợp cái đồng coi của nó với cái hệ sinh thái mà thương mại điện tử thôi các bạn à, mua sắm thôi các bạn đó chính là thằng bi nước nha các bạn nhưng mà hiện tại thì thằng ATH cũng đi theo cái con đường này nha các bạn đó là thương mại điện tử luôn nha các bạn thì trước mắt là nó sẽ đưa lên những cái món hàng đơn giản trước rồi sau này sẽ có đó là nhiều người nha các bạn có thể là sau này nó sẽ mở cho chúng ta mua bán giao dịch trên đây luôn những bạn nào mà muốn bán thì cũng có thể bán được luôn nha các bạn đấy nó kiểu như các bạn mà mở shop online về đó các bạn còn hiện tại thì cái những cái cái này là do đội ngũ người ta bán nha các bạn chứ không phải là người bán với người nha sau này thì có thể nó cho chúng ta đăng ký để mà bán đó các bạn thì đây là một thông tin khá là vui đối với cái hệ sinh thái của nó nha thì hiện tại nó chuẩn bị cho giảm tốc độ khai thác ath một nửa Heaven rồi các bạn đó là vào đầu tháng 6 nha nó sẽ giảm tốc độ khai thác Heaven một nửa là từ mỗi một tháng nó cung cấp cho chúng ta 50 triệu ath à, đối với cộng đồng thì bắt đầu vào đầu tháng 6 á nó sẽ giảm còn 25 triệu ath đối với cộng đồng cho một tháng thôi nha các bạn thì cứ 6 tháng là nó giảm tốc độ khai thác một lần cho nên á, hiện tại cái đồng ath càng về sau á thì chúng ta khai thác nó càng khó nha các bạn cho nên những bạn nào mà muốn tăng tốc độ khai thác ở thời điểm hiện tại á thì các bạn có thể tăng bằng nhiều cách khác nhau Nha. Ví dụ như là các bạn có thể đốt những cái gối đốt của cái đồng ATH nè Rồi những cái gối các bạn có thể nạp những cái gối premium nè Nếu mà các bạn có điều kiện nha Rồi cách đơn giản nhất là các bạn có thể đi mời bạn bè để mà tăng tốc độ khai thác nha Còn nếu mà các bạn đào solo thì các bạn vẫn đào bình thường nha Không có vấn đề gì cả nha các bạn Đấy à, các bạn không nào các bạn vẫn đào bình thường nha các bạn Đấy và hiện tại bạn nào mà chưa đăng ký khai thác dự án này Thì mình khuyên các bạn nên đăng ký khai thác nó càng sớm càng tốt nha các bạn À, và cái đường link đăng ký cũng như là toàn bộ video hướng dẫn mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha các bạn các bạn có thể click vào để mà đăng ký khai thác dự án nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.